Hi, xin chào các bạn. Hôm nay tiện nồi cây dỡ ra để đóng cây đây. Vì mình nhìn thấy bộ rễ của cây này. Các bạn nhìn thấy nó khủng khiếp không ạ? Đây nhá. Một cây hoa hồng nhá. Ở đây. Cây này không được chăm bón quá nhiều đâu các bạn ạ. Và chính cái sự chăm bón không quá nhiều đấy nên là cây hoa hồng nó rễ nó mới khỏe như thế này đấy các bạn. Nay mình chia sẻ về giá thể mình trồng hồng nhé. Đây các bạn ơi, vẫn đủ độ tơi xốp đúng không ạ? Đây là mình vừa mới rũ ra từ cái bầu này để gửi đi cho nó nhẹ đấy các bạn. Nhìn đây dễ đây ạ. Đây các bạn nhìn thấy không này. Giá thể trồng hồng của mình thì nó rất đơn giản thôi. Thực ra chả có gì cầu kỳ cả. Đất phù sa cộng với chấu sống, chỉ vậy thôi các bạn ạ. Mùa hè cũng như mùa đông nhé các bạn nhé. Mình không phải là mùa hè mình thay đâu, thực ra mình rất là lười thay chậu. Nên là mình trồng luôn cái cây con và cái bầu to này các bạn này. Và thậm chí là chẳng hạn như cây ế mình chỉ có cắt vợi đi thôi, xong mình không, chứ mình cũng chả thay chậu đâu. Đây cái cây này. Cái cây này được trồng 4 tháng ở trong đây rồi các bạn ạ. 4 tháng này ạ. Bắt đầu mình trồng từ tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 là được 4 tháng được rồi. Đây các bạn này. Mình chia sẻ về giá thể trồng hồng. Và nhiều nơi thì nói chung là nhiều người thì chia sẻ với nhiều công thức khác nhau thôi. Cái đấy thì nó cũng chẳng có gì sai cả. Vì mỗi người có một cái chế độ chăm khác nhau đấy các bạn. Thì cái giá thể nó cũng phải khác nhau. Còn mình thì mình chăm nó khá là được chăng hay chớ các bạn ạ. Đây này. Các bạn thi thoảng mình quay vườn hồng thì các bạn biết rồi đấy. Có khi là héo rồi, có khi cỏ mình chả làm cơ. Đây các bạn nhìn này, cỏ đây này các bạn này. Cây tầm bóp này các bạn này. Đây, nó mọc như thế đấy các bạn ạ. Mình không có thời gian rỗi rãi. Đến cả mấy bảo này mình bảo gửi mà cuối cùng mình không đi ra đấy, mình quên mất. Hôm qua bạn ấy hỏi mình mới nhớ. Thật là xin lỗi bạn nhé. Đây bạn ơi. Mình thì mình không chuyên về cái bán cây này mấy nên mình không hay quan tâm đến chúng nó đấy các bạn ạ. Vì cái nghề chính của mình vẫn là trồng hoa cắt cành cơ. Này là phục vụ cái đam mê của mình thôi, mình bán được bao nhiêu mình lại mua cây mới hết đấy mà. Thậm chí còn thiếu ấy. Ồ mình lại nói là man linh tinh quá. Đây bắt đầu tiên về giá thể. Nãy giờ vẫn loanh quanh giá thể. Chỉ có như vậy thôi nhé các bạn nhé. Mình không trộn thêm cho chấu, không trộn thêm chấu hun. Nói chung là cái gì liên quan đến cho thì các bạn đừng nên cho vào trồng hoa hồng. Tại vì là cho nó giữ muối rất là nặng, rất là tốt. Bản thân cái cho nó giữ muối từ phân bón, giữ muối từ... Nói chung là từ các cái hoạt động của mình bón phân rồi mình tưới nước, nó giữ lại những cái dạng muối đấy ạ. Rồi phân bón này nó giữ thì tốt. Nhưng mà cây hồng nó không thích như thế các bạn ạ. Bản thân cây hồng nó không thích những cái nơi mà nước phèn, nước nợ, muối nhiều. Nên là cây hồng nó sẽ không phát triển tốt được trên cái đất nhiều cho nhé các bạn nhé. Kể cả các bạn để ý những cái nàng hoa ấy, họ cũng không cho chấu hun hay không cho chấu vào đấy đâu. Không cho rơm dạ này nọ, nói chung là phân cho vào đấy. Phân rơm thì nó lại rất tốt cho cây hồng nhé các bạn nhé. Với những cái bạn sa đéc bạn trồng phân rơm thì không nói rồi. Ở miền Nam thì họ có phân rơm, còn ở chỗ mình thì rơm đâu ra mà lấy phân ạ. Rơm người ta vơ về cho bò. Thậm chí là lấy máy cuộn về cho bò nữa, phải mua về đấy. Mua cỏ nữa. Nên là không có. Thì mình không nói đến cái đấy, nên là mình chỉ sử dụng hai cái này thôi. Còn các bạn trộn thêm phân gà, phân bò vào cũng được nhé. Phân gà, phân bò là được bình thường các bạn ạ. Nhưng mà nó phải hoai mục rồi. Riêng với phân bò thì nên là phân bò ủ lóng, phân bò đã qua xử lý. Các bạn đừng có ra ngoài đường hót bãi phân bò khô về, thực ra cho vào cũng được thôi. Nhưng mà nó nhiều cỏ lắm các bạn ạ, bạn không làm nổi đâu. Nói chung là cho phân thì nên cho ít thôi. Còn mình thì mình cũng không bón nốt NPK hay cái gì vào cái giá thể này hết. Mình chỉ có một bao chấu, xong là hai rùa đất, mình trộn lẫn vào với nhau thế thôi. Nếu hôm nào mình rỗi, mình vui vẻ thì mình sàng qua. Còn hôm nào mình không thì mình để nguyên cả những cái cục bằng nắm tay đấy các bạn ạ. Mình không đập luôn.
Nó cũng tùy thuộc nữa, những cây đắt thì ta sẽ chăm chút hơn một chút, còn cái cây rẻ thì ta sẽ không chăm chút bằng. Thì các bạn nhìn thấy cái việc mình lấy hồng về mình để đến dăm bữa nửa tháng, thậm chí cả vài tháng mình mới trồng, đấy là chuyện bình thường. Đây các bạn này. Còn để làm sao được cái bộ rễ tốt như thế này, nó chẳng có bí quyết gì đâu các bạn ạ. Cái bí quyết đơn giản lắm. Không phải là mình sử dụng các cái thuốc kích rễ đâu. Thuốc kích rễ là một phần, thì thường là mình khi mà mình trồng xong thì mình sẽ sử dụng thuốc kích rễ một lần. Còn lại cái này đó chính là bí quyết là tưới ngắt quãng các bạn nhé. Tưới ngắt quãng ấy các bạn ạ. Bạn nhìn thấy không ạ, rễ này. Đây nhé. Không phải là gắn vào đấy đâu. Bầu nào cũng thế luôn. Tưới ngắt quãng. Các bạn thi thoảng các bạn lại để cho nó héo một hai hôm. Gọi là hơi héo thôi chứ đừng héo quá là nó khô lá đấy các bạn ạ. Bạn thấy giá thể nó khô thì các bạn mới lại tưới. Chứ các bạn không nên là lúc nào cũng giữ ẩm đấy. Lúc nào cũng giữ ẩm thì cái rễ nó không ra nhiều như thế này được đâu. Đây là mình bớt đất nên đằng nào tí nữa mình cũng phải kéo bớt đất đi. Rồi mình tạm dừng để mình dỡ bầu ra cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi. Mặc dù cái loại này nó cũng là cái loại mà nó khỏe sẵn rồi. Nhưng mà thực ra cái cây nào của mình nó cũng thế thôi các bạn ạ. Kể cả cây ghép hay cây chiết ấy. Đây là cây ghép, nhiều bạn sẽ nói là cây ghép nó khỏe hơn. Cây chiết nó cũng nhiều rễ như thế thôi ạ. Chỉ cần giá thể đủ tơi xốp này. Đấy bạn này. Đủ tơi xốp. Cái việc tưới ngắt quãng của mình nó sẽ kích thích cho rễ nó ra rất là nhiều. Với cây ghép chuẩn như thế này, cây ghép mình đã xử lý rồi, nó hoàn toàn không còn mắt tầm xuân nữa các bạn ạ. Thì việc các bạn trồng đến đây là nó sẽ ra rễ ở cái phần ghép này này. Đây nó rất dễ ra rễ ở cái phần ghép này nhé. Trước đây mình trồng cổ tàu mặt trăng đỏ đấy các bạn. Thì mình hay trồng ngập để cho rễ nó ra, nhưng mà bây giờ mình lại không có cái cây đấy ở đây. Hôm nào ấy mình sẽ quay tiếp. Mặc dù là thực ra mình nói chuyện nó cứ nan man đấy các bạn. Bạn nhìn thấy không? Cái nào cũng thế. Cái việc nhấc lên là chuyện thường thì mình hay bạo lực lắm. Đây này. Mình bớt đất xong mình đợi khô lá để mình đóng vào. Mình gói mình gửi thôi. Đây là mình chợt mình nhìn thấy mình mới nhớ. Bạn ạ. Cái cây gì của mình nó cũng vậy đấy các bạn. Tại vì mình không chăm tưới. Nên là rễ lúc nào nó cũng rất là nhiều. Cây dâm bụt này nó cũng thế này các bạn này. Thoải mái nhé. Mình là mình quan tâm đến hệ rễ của nó hơn là quan tâm đến tán. Vì những cái cây giống này nếu mà rễ nó không khỏe. Các bạn biết hàng Trung Quốc ấy ạ. Tán thì rất là đẹp nhưng rễ thì lại rất là yếu. Còn mình thì mình quan tâm đến bộ rễ nhiều hơn. Cái cây này chỉ cần sang sang cái chậu to một cái là nó phát khủng luôn. Chứ không phải là chỉ những cái chùm hoa nhỏ nhỏ như thế này đâu các bạn ơi. Để bạn nhìn thấy không, rất nhiều hoa. Mình thì mình chẳng bao giờ mình quan tâm lắm đến hoa đâu. Lúc nào mình rỗi thì mình đi cắt, còn không rỗi thì mình để nó lên quả trên cây là bình thường. Còn cái việc mà nói là cắt tỉa này nọ, cắt tỉa lụ để cho nó lên thì thực ra nó chả quan trọng. Chỉ cần bạn chăm được cái hệ rễ nó khỏe thì bạn chỉ cần cho ăn phân thì cho 10 nó ăn được 9 là được rồi. Còn cái hệ rễ nó không khỏe thì các bạn phải bổ sung phân bón lá này nọ. Như cái này là mình rất ít dùng phân bón lá nhé, lá nó không mỡ. Nhưng các bạn muốn lá nó mỡ thì đơn giản thôi, rong biển các bạn phun cho nó một ít là lá nó mỡ màng hẳn luôn. Đây. Mình chỉ có như vậy để chia sẻ thôi. Nhà mình thì nó gần chợ nên nó rất là ồn các bạn ạ. Chào các bạn nha.